Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh AI Video. Thì đây là một buổi sáng tại Hà Nội của mình đây. Mình sẽ đi lại coi mấy cô múa dù quá à, lửa. Giao lưu nha. Cái này mình múa hả cô? Cái này là giống như mình tập là tập cho bì ai mươi tháng mười này. Dạ. Cái này vừa múa dù mình múa khăn luôn hả cô? Là mình học xong rồi hả cô? Dạ. Đây là mấy cô là đã học xong rồi. Dạ, con đi tham quan ở đây. Dạ. Dạ. Dạ, con ở miền Nam, con ở miền Tây. Bắt dẹt lên đợi người trở về. Đưa lên đó xong rồi cứ quay qua. Vô mà cô đang múa. Cô về rồi. Thấy cô về rồi. Vừa cái đường từ từ múa ở đây rồi. Nhớ sơ sơ rồi. Chưa mà đứng đây thử hả? Ừ. Thôi chưa, từ thử mượn của cô. Mấy cô đi thử múa. Múa khăn hả ta? Bật nhạc lên đó hả? Để coi có cô nào có không cho con mượn xíu. Không có nhạc đâu. Lấy điện thoại mở nhạc lên. Lấy điện thoại mình tự mở. Nhìn thích quá ha. Kiểu như đi dài đường á, thấy hầu như là trời ơi, cô đó đi múa xong rồi chú ở đó về kìa. À, hai nhiều tình cảm nhá, người các bạn phơ rồi đi đóng vợ đi. Đóng vợ đi hay múa về. À, đó. À. Ta đi về mượn.
dễ gì. Quét quét bồ câu chạy vòng vòng, quét thì quét nhưng mà bồ câu không bay vẫn chạy lưng tưng hết đó kìa. Chổi lá cao ở đây mấy cô tập cho 20 tháng 10 rồi này kia hết, còn ở trong miền Nam thì người ta chỉ những bạn trẻ thôi. Hy vọng là năm sau vào các dịp lễ, dù là lễ gì đi chăng nữa cũng sẽ có một cái nhóm múa của riêng bản thân mình. Thì vừa rồi mình cũng đã quay cho các bạn xem là các cô đứng tập múa cho lễ 20 tháng 10 ở một góc phố ở Hà Nội rất là vui ha. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo của mình. Bye bye.